Thanh niên này là Phi Long, anh đang đợi sự xuất hiện của con boss cuối cùng, không để con quái vật chờ lâu. Phi Long chỉ cần một chém với sức mạnh bố đời đã tiễn con quái vật về gặp ông bà. Bùng một cái, bây giờ Phi Long đứng ngạo nghễ cười đắc ý với chiến tích của mình bởi cuối cùng cậu đã giết hết đại boss siêu cấp trong game rồi. Đột nhiên có gì đó xuất hiện, thì ra đó là một cô gái xinh đẹp đang từ từ hạ xuống. Phi Long ngạc nhiên, ôi cha mẹ thánh thần ơi, hàng nóng hàng nóng. Cậu tự nhủ, đây không phải là giải thưởng sau khi giết boss xong chứ? nói rồi cô gái liền gọi chủ nhân tiếp tới đây cô định nhảy vào trao những nụ hôn trìu mền thì hệ thống của phi long hiện lên hỏi phi long rằng cậu sẽ làm gì khi một mỹ nữ yểu điệu bổ nhào vào mình có ba phương án cho cậu lựa chọn một là nhào lại luôn hai là không có thiện cảm và ba là ngay lập tức đánh phế phi long cười khẩy một cái thứ hệ thống ngu ngốc này đáp án rõ ràng như vậy mà còn phải xem sao đường đường là nam nhi suy nghĩ cho những câu hỏi thế này thật ngớ ngẩn câu trả lời là một quyền đánh phế vừa dứt câu Phi Long tung một đấm thẳng căng vào mặt mỹ nữ xinh xắn khiến cô em ngay lập tức được vào khoa chấn thương chỉnh hình. Phi Long bực tức: "Mỹ nữ cái khỉ gì, mau nôn trang bị cực phẩm ra đây, thích làm ăn bát nháo không?" Hệ thống nghe vậy biết thằng cu con này khó chịu lập tức thông báo thêm: "Chúc mừng người chơi Phi Long đã một quyền đánh bại mỹ nữ, đủ điều kiện để xuất hiện hệ thống siêu cấp điên cuồng, bắt đầu quá trình trói buộc." Nói rồi một cánh cổng mở ra phía sau Phi Long, nhưng cậu vẫn không quan tâm, liên tục hỏi trang bị cực phẩm của mình đâu? rồi cậu nhận ra nửa thân dưới của mình đã biến mất rồi từ từ bị cuốn hoàn toàn vào trong cánh cổng lúc này tại thiên vũ đại lục thần long hậu phủ phi long đã tỉnh lại trong một thân xác mới cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì từ khi nào bản thân lại vào game cổ trang thế này chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa mở ra tiếp tục là một cô em xinh tươi nữa bước tới long thiếu ra người ta nhớ chàng chết mất thôi nghe vậy phi long nghiến răng canh két cái thứ hệ thống của nợ này vẫn định chơi bài lôi kéo đến cùng ư rồi cậu lại tung một đấm khiến cô em kia răng môi hòa trộn như cà phê sữa cút cho ta phía bên ngoài một đám người đang bày mưu gì đó cô em lúc nãy cũng là do bọn họ cài vào và vị tiểu thư này là kẻ chủ mưu đằng sau cô nói mùi nhử đã vào rồi chúng ta chờ một lúc rồi xông vô bắt kẻ gian dâm trên giường mấy tên thủ hạ nghe vậy cũng thấy phần khích theo tiểu thư cao minh như vậy là tên phi long đó danh tiếng bại hoại hôn ước của người và hắn cũng có thể hủy bỏ rồi tên phi long đó thấy mỹ nữ là quắn cả lên lần này hắn chết chắc nhưng từ trong phòng em mỹ nữ kia đã bị đấm bay ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám người vị tiểu thư thấy vậy mặt tại mét mẹ kiếp chuyện quái gì vậy sao lại đem mỹ nữ như vậy ném ra ngoài tên đại sắc lang này lẽ nào bị thiến rồi về phía phi long cậu đột nhiên cảm thấy kỳ lạ vì cảm nhận được độ mềm với thứ mình vừa chạm vào chợt nghĩ chả có nhẽ đây không phải là trò chơi lại một kịch bản quen thuộc hệ thống hiện ra nhưng lần này kèm theo giọng nói đó là một cái con gì đó mà tôi cũng méo thể miêu tả nó là con gì cơ mà trông giống con quỷ nhỏ. Nó chui ra và nói, đây tất nhiên không phải là trò chơi, đây có thể là thế giới thực. Phi Long chỉ thẳng mặt nó và hỏi, người anh em là ai, người anh em ở đâu, còn ta sao lại có thể tới đây, rồi tiểu quỷ tự giới thiệu. Nó tên là, đoạn này tôi sẽ để nguyên ảnh cho anh em tự đọc, quả giới thiệu đi vào lòng người, dài méo thể dài hơn, đúng là đá thủ từ người đúng nguyên đúng ảnh đúng cho anh em tự đọc. đọc. Bất ngờ cánh cửa ập ra, vị tiểu thư kia xông vào quát mắng. Cái tên Phi Long này, phụ nữ không thể đánh được ngươi vậy ta chỉ có thể để nam nhân lên rồi bốn tên thủ hạ cao to không đen nhưng hôi của cô xuất hiện phi long thấy vậy hết cả hồn cái lùng mía làm người ai làm dứa ở đâu đến một đại cơ bá vậy sau khi nghe lệnh tất cả đều xông tới hư tiểu tử cam chịu số phận đi ngươi không xứng với tiểu thư nhà ta cứ thả lỏng một chút mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi để anh chăm sóc chú em nhóe tình hình cấp bách phi long quay lại cầu cứu tiểu quỷ bởi đây là thế giới thực nếu bị mấy anh dai này chăm sóc chắc toi cơm quá. Tiểu quỷ nói cậu yên tâm, rồi đáp cho cậu một con cóc, đây là phần thưởng cho lính mới, Phi Long cầm con cóc trên tay. Nghẹn lọng không biết nói gì, tiểu quỷ bảo nếu không biết làm gì thì cậu thứ hôn nó một cái xem, nghe thấy vậy Phi Long điên tiết chửi. Vãi ò, đây mà là giải thưởng cho lính mới sao, bịp à, đã thế còn bắt ta hôn thứ này. Quá buồn nôn rồi đấy, bình tĩnh nào anh dai, con có này có thể có pháp lực vô thượng, ngươi hôn nó một cái biết đâu lại có thể đạt được kỹ năng thần cấp cơ mà tiểu quỷ chưa kịp nói hết phi long đã ngắt lời vậy còn nói nhiều làm gì nữa hôn một cái cũng chả chết người dứt câu cậu ghé xuống trao cho con cóc một nụ hôn nồng cháy khét lẹt con đèn đẹt tiểu quỷ thấy vậy hốt cả hền ta vẫn chưa nói xong nếu ngươi không muốn hôn cũng được chỉ cần ôm một cái thôi phi long vỡ vụn tại chỗ rồi ném thẳng con cóc về phía tiểu quỷ ông nội nhà ngươi đây là nụ hôn đầu của ta đó cái lủng mía ngươi rõ ràng là đang lừa ta đột nhiên hệ thống thông báo chúc mừng người chơi phi long đã xuất hiện giá trị điên cuồng, đạt được thần công có kỹ, Phi Long cảm thấy bản thân đột nhiên năng lượng tràn trề, cậu thắc mắc hỏi lại, cốc kỹ sao, là cái đờ heo gì, rồi Phi Long nhòi người tạo thế, cảnh này giống trong tuyệt đỉnh cung phu của tinh gia này. Cậu thầm nhủ hóa ra đây là cóc công, không ngờ nháy mắt mình có thể hiểu được, em tiểu thư vẫn không hiểu Phi Long đang làm gì. Trong mắt cô thì đơn giản là thấy Phi Long đang quỳ xuống, cơ mà tên đại sắc lang này, giờ quỳ xuống cũng không tác dụng gì đâu. Hôm nay nhất định ta phải thiến ngươi, Phi Long nghe vậy nhưng chẳng quan tâm, cậu lập tức thi triển khóc công thức thứ nhất. Ta chọc phổi ngươi, ngay lập tức phóng tới, không kịp thấy chuyện gì xảy ra nhưng trong nháy mắt, đám người đã bị đánh đến nỗi quần áo tả tơi. Sau cũng bị ném văng ra ngoài mất dạng, tiểu quy trông thấy vậy nghĩ mà cũng thấy rén, đánh đến y phục không còn. Cho thật sự đấy, kỹ năng biến thái như vậy ngươi cũng có thể dùng, về phía em tiểu thư kia. Sau khi thấy mấy thằng đệ bị hành cho ra bã thì sợ run người cô tự hỏi không biết Phi Long sử dụng thủ đoạn gì mà lại lợi hại như vậy nhưng cậu chỉ cười và nói, ú hú, bầy bề, giờ đến lượt em rồi, bây giờ à e thẹn nhìn Phi Long nói, đét đi à. Nghe ta giải thích, tiểu Phi Phi ta vừa rồi chỉ là đùa với chàng, chàng đừng thô bạo như vậy. Lẽ nào chàng không thích người ta sao, bây giờ không còn ai khác ở đây, không bằng chúng ta ý hí hí. Phi Long thấy vậy bèn hỏi lại, ngươi là đang câu dẫn ta hay sao, đúng vậy, thế nào, chàng có dám tới không, nói rồi tiểu Phi quấn lấy chân thanh niên nhà ta, nhưng đàn bàn là sinh vật nham hiểm nhất quả đất ngoài miệng nói như vậy nhưng trong thâm tâm ả nghĩ nếu như phi long động vào người ả ả sẽ lập tức đập nát miếng ngọc bội mà phụ thân tặng dựa vào tốc độ của phi long lúc đó là không đủ rồi thì cậu có nhảy sông hoàng hà cũng không rửa hết tội ngay lúc phi long đưa tay ra tiểu phi đã nghĩ cậu cuối cùng đã cắn câu nhưng chưa kịp định hình thì phi long lại không lưỡng lự đấm chọn một cú vào mặt khiến tiểu phi bay mất dạng ra ngoài dù vậy ả vẫn không quên hết lớn rằng sẽ trở lại trả thù phi long Song xuôi thanh niên nhà ta có vẻ mãn nguyện lắm bởi cậu đâu quan tâm tới việc hứa hôn với Tiểu Phi, so với các bé đường khác của cậu thì cô ta còn kém xa. Chiêu này cũ quá rồi, nói rồi Phi Long quay ra hỏi Tiểu Quỷ rằng phần thưởng của cậu sau khi giải quyết đám người kia đâu trả nhẽ không có sao. Đương nhiên là có rồi, Tiểu Quỷ đáp, rồi hệ thống lại hiện ra, chúc mừng Phi Long đã tăng 3 cấp. Hiện tại là chiến sẽ cấp 3, ngoài ra cậu còn học thêm được kỹ năng mới gồm kiếm pháp cơ sở, luyện đan thuật, luyện khí thuật, ngự thú thuật, Phi Long nghe vậy rất sảng khoái, bởi với cái hệ thống này thì cậu coi như đã vô địch thiên hạ rồi còn đâu. Vui chưa kịp lâu thì Phi Long đã nghe thấy tiếng kêu cứu truyền đến, đó là giọng của Kiều Kiều, là thị nữ từ nhỏ đến lớn của cậu. Nhận thấy không được chậm trễ, Phi Long tức tốc chạy qua phía bên đó, lúc này Kiều Kiều đang bị một đám lưu manh toàn hãm hiếp. Cô run rẩy đe dọa bọn chúng không được lại gần, nhưng có vẻ như càng như vậy thì bọn chúng càng phấn khích, tên châu giả thích gặm cỏ non khoái chí nói. Cô hết nữa cũng chả ai đến cứu cô đâu, hôm nay vui vẻ cùng bọn ta đi hi hi hi, chúng không hề hay biết Phi Long đã đứng trên mái nhà và quan sát tất cả. Hai, cắt, lại là vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân cũ dích này sao, tiểu quỷ ngươi không thể nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn sao, tiểu quỷ bị thách thức cũng không mấy quan tâm. Nó nói nếu với Phi Long rằng nếu cậu muốn mới sẽ có mới, thích gì chiều nấy, rồi hệ thống kịch hoạt nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nội dung là trong 10 phút Phi Long phải hoàn thành 30 lần anh hùng cứu mỹ nhân, nếu thất bại sẽ bị liệt dương 50 năm, thành công thì sẽ có được trái tim của Kiều Kiều. Đẳng cấp cũng tăng lên một bậc, nghe đến đây, Phi Long tức ói máu, cái hệ thống của nợ này. Thời gian ngắn như vậy tìm đâu ra từng ấy mỹ nữ bị ức hiếp mà cứu chứ, tiểu quỷ ra vẻ trả quan tâm, đó là vấn đề của người. Không làm được cũng cố mà làm, thời gian bắt đầu tính từ bây giờ, Phi Long thấy đứng đôi co cũng chả ích gì. Trước mắt cứ cứu Kiều Kiều trước đã, rồi cậu nhảy xuống, quát lớn. Các tráng sĩ, dừng tay, Kiều Kiều nhìn thấy Phi Long thì khóc lớn gọi, thấy có người đến, mấy tên kia quay lại nhưng ngay khi thấy đó là phi long thì chúng tỏ vẻ thất vọng tưởng là ai hóa ra là long phế vật ai cho ngươi có gan mà đến quản chuyện tốt của các gia gia chứ bọn ta cứ phế ngươi trước rồi tiếp tục cũng không muộn kiều kiều rất lo lắng cho phi long bèn bảo cậu mau chạy đi cậu không phải đối thủ của đấm bọn họ đâu nhưng kiều kiều đâu biết long bây giờ không còn là long của ngày xưa nữa rồi phi long quát lớn sáng nay các ngươi ăn nội tạng hay sao mà dám động đến người của ta đúng là đi gây chuyện không xem ngày rồi rồi cậu căng cơ mông gồng cơ mít đạp mạnh một cái xuống đất phô diễn nội công tu luyện ngàn dây của mình một cơn gió thổi nhẹ quá mấy tên kia chẳng thấy chuyện gì xảy ra vội cười mỉa tiểu tử này là phát điên hay gì vậy tưởng một mình ăn được ba anh em siêu nhân bọn ta đây sao tỉnh ngủ chưa hay để ta vỗ vào mặt cho nhé nhưng ngay sau đó một cơn địa chấn xảy ra mặt đất như vỡ nứt mấy cu em cứng đơ người vội nhẩm lại mấy thứ mình vừa nói có gì đó sai sai thực lực này thì ba đứa mình nhân lên chưa chắc đã đánh lại xong còn bê rồi lần này chết chắc kiều kiều vội chạy đến bên phi long ôm cậu thắm thiết rồi hỏi lẽ nào ngài đã phục hồi lại ư vậy thì quá tốt rồi phi long nhẹ nhàng đáp lại không sai ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa kiều kiều bấy bì yên tâm sau này sẽ không ai có thể bắt nạt cưng nữa đâu thấy đôi uyên ương đang mải chim chuột ba tên nhân lúc định té trong dạ thầm nhầm tên phi long này quả nhiên đã hồi phục phải nhanh đi báo cáo lại với thống lĩnh đại nhân rồi sau đó sẽ giết chết tên phế vật này chuồn chuồn lẹ thôi Quay lại với Phi Long, tiểu quỷ hiện lên và nhắc nhở cậu thời gian nhiệm vụ còn lại 8 phút 37 giây giây. Còn thiếu 29 lần cứu mỹ nhân nữa, cậu tính là tiếp hay nghỉ đây. Long Phi nghe vậy quay ra nhìn ba tên kia, mắt cậu sáng lên. He he yên tâm đi, không cần đi cứu 29 mỹ nữ nữa đâu, tiểu gia ta đã có cách. Rồi cậu bước đến đằng sau lưng ba tên, ba người các ngươi bắt nạt người của ta xong tính chạy hả. Nghe thấy vậy ba tên giật thót, quay lại quỳ xuống, chắp tay lại, Long thiếu gia à, bọn em sai rồi anh đại nhân đại lượng tha cho bọn em là thấy cô ấy trông có vẻ hơi đau nhức nên muốn xoa bóp tí thôi không như lòng thiếu nghĩ đâu hừng tha cho các người cũng không phải là không thể cơ mà các người bắt buộc phải giúp ta một chuyện ba tên nghe thấy vậy mặt mặt thộn ra giúp cái méo gì chúng tôi ngoài chơi chọc mỹ ra thì có biết làm gì nữa đâu yên tâm việc này đơn giản lắm đó chính là ta cần các ngươi tiếp tục ức hiếp kiều kiều mấy tên nghe xong như không tin vào tai mình vẫn nghệt mặt ra hỏi lại cái méo gì cơ đại ca đùa à kiều kiều thấy vậy cũng méo hiểu kiểu gì nàng hỏi lại thiếu ra không phải ngài nói sau này sẽ không để ai bắt nạt ta nữa hay sao phi long thấy cô nước mắt lưng chừng vội trấn an e hèm không sai như là ngoại trừ ta ra rồi cậu quay lại đốc thúc ba tên kia mau nhanh lên lời của ta nói các người không nghe thấy sao hành động đi nghe vậy mấy tên mới ngỡ ngàng thế mà lại có chuyện tốt này hay hay không phải tên phi long này biến thái chứ lại có cả sở thích thú vị như vậy hôm nay xem ra là thoải mái không đứng đắn rồi ngay khi mấy tên lại gần kiều kiều vội hét lớn a a chu mi nhoa cứu mạng đừng có qua đây bấy giờ phi long lại tiếp tục công việc của mình cậu từ đâu nhảy xuống dâm tặc to gan giữa thanh thiên bạch nhật dám ức hiếp con gái nhà lành ba tên cứng đờ người chơi cái trò gì vậy anh giai không phải để bọn ta làm như vậy sao ngươi đang chơi đùa bọn ta đấy à vừa dứt cậu phi long đã tặng chúng nguyên mốt cú đấm xiên bà kèm theo câu thoại không thể thiếu bớt phí lời ăn thích quyền chính nghĩa của ta đi Xong xuôi hệ thống thông báo cậu đã hoàn thành thêm một lần nữa nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Thì ra cậu muốn lợi dụng ba tên kia làm diễn viên quần chúng cho mình. Phi Long cười lớn, ha ha cách này quả nhiên có hiệu quả. Tiểu ra thật sự là thiên tài, tiểu quỷ cũng há hốc mồm, cái lùng mía. Thế này cũng được sao, riêng tiểu kiều là vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ba tên kia ngồi dậy quát lớn, Phi Long, sao ngươi có thể chơi xấu thế vậy? Ngươi chỉ cần đánh bọn ta một trận rồi đuổi đi. Không thì bớt quản chuyện của bọn ta lại, Chứ làm thế này là ý gì? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản, phải để người ta xong xuôi đã chứ. Ngươi làm như vậy thì khác nào đảo loạn trật tự xã hội, bị mấy ông tỏi mắng xa xả vào mặt phi long vênh mặt nhìn đe dọa, các ngươi là đang dạy ta hành sự sao. Thấy vậy mấy tên lại khấu đầu van xin, dạ không lỗi tại chúng em, đại ca vui vẻ là được, ồ hố, vậy thì được, rất tục. Tiếp tục nào, phi long vui vẻ đáp, rồi cậu ngồi trên ghế như đạo diễn đốc thúc tất cả các diễn viên vào vị trí không biết từ bao giờ đã đến cảnh thứ 15, Âu Sơ Kê. Action, mấy tên kia lúc này đã không còn nguyên vẹn người nằm xe kẻ sách cáng. Lê lết nhập vai, hu hu hôm nay hãy ngoan ngoan đi với chúng ta đi, đại gia ôm em rui rẻ. Kiều kiều sau một hồi cũng bắt đầu nhập vai, dáng vẻ bị hãm hiếp nhưng vô cũng khơi gợi, ư ư người đâu, có lưu manh. Ơ ờ, ơ dâm tặc to gan, rồi ông thần nhà ta lại nhảy cái tót xuống, quát lên, to gan ban ngày ban mặt mà lại làm cái trò này à, rồi cậu đi đến bảo ba tên mau xếp hàng thẳng ngay ngắn ăn một đòn chúng cả ba thì ta vừa đỡ tốn công sức các ngươi cũng bớt đi phần nào nguy kịch rồi phi long lại đấm cái bong ba tên bay thẳng về sau cảnh này nhìn mà thương thật sự rồi long phần cười tươi khích lệ bọn chúng tốt lắm tốt lắm các vi vất vả rồi mấy tên bấy giờ không còn sức để bật lại mà còn thì cũng chả dám ý kiến chỉ nói được giúp đỡ long thiếu là vinh dự của chúng tôi phi long đưa tay đỡ hắn dậy thì hắn lại hỏi tiếp thiếu già tình hình là bao giờ bọn em được đi ấy nhỉ phi long hỏi lại đi hỏi chấm rồi lư mắt một cái lão già thấy lắc đầu lia lịa không không em đùa không đi đâu em ở đây với anh cơ rồi phi long bảo tiếp còn có mười mấy cảnh nữa thôi không diễn xong không được đi tên kia nghe xong mắt mũi trợn hết cả lên mười mấy cảnh nữa tức là phải chịu đòn mười mấy lần nữa ư ừ. ôi thánh thần thiên địa ơi lụng mạ cứu con sao ngươi không thích à phi long rơi nắm đấm lên hỏi Thấy vậy cả ba đều ngắn mặt trả lời. Đâu, bọn em nguyện ý mà. Rồi phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân 16 lại bắt đầu. Đám ba tên kia biết thế nào cũng không được sờ vào hàng thật tỏ vẻ chán nản hết cỡ. Thấy vậy phi long quát lớn, đám nha tam ngươi, nhập vai nhân vật đi. Nãy giờ chả có mấy phần thú vị cả, định đình công tiêu cực sao. Trái lại với ba tên kia, kiều kiều có vẻ rất hợp tác, biểu cảm cô em càng lúc càng gợi đòn rồi lần lượt đến cảnh 23 và 27 cuối cùng đến 30 cảnh nào thì thanh niên long phần cũng đều chỉ có một câu thoại. Cuồng đồ to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm trò mát rượi này sao, hoàng hôn dần buông xuống, cuối cùng hệ thống đã hiện lên thông báo nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành. Giải thưởng đã được trao là thăng lên một cấp và chính thức long phần chiếm được trái tim của Kiều Kiều nhưng cũng chính lúc ấy ba mảnh đời đã lặng lẽ từ biệt nhân thế do áp lực công việc. Long phần cùng Kiều Kiều đứng trước phần mộ ba tên thành kính phân yêu, chúc cả ba lên đường bình an, ta nhất định sẽ ghi nhớ sự hiện dâng vô tư của ba người các ngươi. Rồi Long Phần quay ra cười khoái chí, ha ha cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ ta đúng là thiên tài. Tiểu quỷ đứng một bên ra vẻ bất lực với tên khôn lỏi này, không ngờ ngươi không những biến thái mà còn vô liêm sỉ như vậy, thật là một nhân tài. Tiểu kiêu bước tới nói với Long Phần, thiếu ra, Long Phiến Vũ biết ngài phục hồi nhất định sẽ không tha cho ngài đâu. Long Phần nghe vậy chợt nhóe, Long Phiến Vũ chính là đại bá ruột của cậu. Chính hắn đã đoạt vị trí gia chủ từ tay Long Phần hơn thế nữa còn phái người đi truy sát. Hai, quân tử báo thù lượt sau chưa muộn. Kiều kiều trước hết chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi đã, Long ra chúng ta sớm muộn gì cũng trở lại. Nói rồi cả hai bước đi trong gió chiều phẳng phất cạnh sông Tô Lịch. Bây giờ tại thần Long Hậu Phủ, Long Phiến sau khi nghe Long Phần tái xuất, bèn lập tức cho người đi điều tra tâm tích của cậu, chính tay hắn sẽ nghiền nát Long Phần ra làm nghìn mảnh. Tên Long Đại Diệu Quản gia của Long ra nghe vậy bèn đáp luôn, Thuộc hạ sau khi nghe tin hắn ăn cháo lòng ở chợ Kim Liên tiêu chảy đến độ hồi phục công lực đã tức tốc cho người đi tìm rồi ạ. Tốt lắm, long gia ta trong tay tên phế vật như hắn trước sau gì cũng dọn ra đê ở hết mất. Với lại ngươi mau phóng ra chợ Kim Liên mua một suất cháo lòng chỗ long phần ăn về đây. Ta muốn kiểm tra xem ta nếu như ăn thứ đó vào sẽ mạnh mẽ đến đâu, nhớ lấy rau thơm với ít rồi đấy. Ba ngày sau, tại dãy núi Hỏa Ly, long phần đang không ngừng pham quái, kinh nghiệm của cậu liên tục tăng. Càng đánh cậu càng hăng, thân thủ trông thấy vô cùng cường đại hay ra đi chết hết đi chết nữa nè rồi cậu hét lớn con thằng nào cần đầu thai ra hết đây đám tiểu thú sau khi bị đánh tơi bời không con nào dám ho he ra nữa tiểu quỷ trông vậy bèn bảo giết máy con quái thú cấp thấp toàn châu bò lợn gà mà làm như đấu trăm hiệp với thần thú ta đến phục ngươi rồi long phần nghe vậy chả cảm thấy xấu hổ còn nói thêm ngươi hiểu cái dám gì ta là ngươi chơi cấp cho cốt cày chay không nạp từ mặt đất vươn lên lầu cao vạn dặm. Đánh quái thăng cấp thì phải bắt đầu từ tiểu quái thấp nhất, mọi thứ đã có kiểu kiều thu xếp ổn thỏa rồi, giờ ta chỉ cần thăng cấp thật nhanh. Sớm muộn gì cũng quay lại long ra, đoạt lại vị trí chiếu thủ à thiếu chủ, đột nhiên một tiếng nổ vang trời vọng lại từ xa. Uy lực lan tới cả chỗ long phần đang đứng, hư ta không ngờ nhiệm vụ ngoài đánh mấy con tiểu yêu thú còn có cả đánh mấy con cấp độ dựng người thế này nữa hả? Tiểu quỷ nghe vậy vội phủ đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện này chả liên quan đến ngươi đâu đừng có tưởng bở theo ta thấy ở đó đang có hai con yêu thú đỉnh cấp đang tính thanh toán lẫn nhau vụ nổ vừa rồi lớn như vậy giờ xem chừng là đã lưỡng bại câu thương nghe vậy trong đầu long phần bèn nghĩ tới việc thời của cậu coi như tới rồi phe này tận dụng kế ngư ông đắc lợi xác định là nổ hũ bao nhiêu kinh nghiệm là đây chứ đâu vừa nghĩ cậu vừa để lộ nụ cười hay không thể tả tiểu quỷ nhìn mặt cũng đoán ra mưu đồ của long phần bèn nhắc lại những gì cậu nói lúc này gì mà chăm chỉ cày cuốc từ mặt đất lên lầu cao vạn trượng, nhưng chưa hết câu thì Long Phần đã như một cơn gió phi đi, từ mặt đất lên cái con khỉ, có đồ rơi mà không nhặt là đồ ngốc. Ôi bảo bối, kinh nghiệm giá trị của ta, ta đến đây, tại nơi vụ nổ lúc nãy xảy ra một con dao long đang đánh nhau với cửu vĩ cả hai đều đã thương tích đầy mình. Dao long nói, cửu vĩ, chín đuôi của người ta đã cắt tám rồi, người thắng cuộc nhất định là ta, viên minh châu linh chi cửu sắc này ta không nhiều ngươi được rồi, cửu vĩ nghe vậy cũng cười khẩy ha ha con gian đất này tình trạng của ngươi cũng không khá hơn ta là mấy đâu sừng của ngươi đã mất một nửa ai thắng ai thua hồi sau mới rõ gáy sớm ăn gì hắc long đến đây nói rồi cả hai lại toan lao vào nhau long phần lúc này cũng đã có mặt thấy loài người xuất hiện hai đại yêu thú không khỏi bất ngờ tiểu quỷ hỏi long phần rằng cậu đã nghĩ kỹ chưa mặc dù hai yêu thú đang thương nặng nhưng vẫn thừa chín phần sức nếu bộc phát thì long phần đến cọng lông cũng không còn Tưởng chừng đe dọa vậy Long Phần sẽ e sợ phần nào nhưng trái ngược hoàn toàn. Cậu tỏ ra rất tự tin, còn dặn tiểu quỷ, tiểu lão đệ, ngươi cứ ở sau cổ vũ cho ta đi. Xong việc chúng ta đi bia rau, hết ý chưa, bổn đại gia làm mẫu lần này cho ngươi xem nhé. Biết loài ngươi xưa nay tham lam tột độ, nhan hiểm muôn phần, hai yêu thủ tỏ vẻ nghi ngờ, cửu vĩ hỏi lớn. Loài người kia, ngươi muốn làm gì, Giao Long cũng có vẻ không thích sự xuất hiện của Long Phần nên cũng đánh tiếng xua đuổi, cút đi. Loài người, ngươi muốn tìm cái chết sao nghe thế long phần lừ mắt run đất loài bò sát nhỏ như ngươi giờ còn dám đe dọa ta sao ăn một phi cóc trưởng của ta này rồi long phần dáng một đòn khiến giao long đau điếng nỗi đau liên tiếp nỗi đau nó gào lên ngươi ngươi dám đánh ta ư loài người ngươi phải chết dứt câu nó vận lực định phản công long phần nhưng cậu vẫn tự tin đứng lên nói giết ta ư cũng được thôi nhưng cuối cùng người thắng chính là hồ ly chín đuôi đó giao long nghe vậy thấy cũng có lý không thể để thuận tiện cho con hồ ly đó như thế được thấy giao long đã ngừng tay hồ ly cũng tỏ vẻ tiếc nuối không ngờ con run đất này vẫn còn mấy phần đầu óc não coi như vẫn có nếp nhăn rồi hồ ly quay ra hỏi long phần loài người rốt cuộc ngươi muốn làm gì long phần nghe vậy liền lên kèo luôn cho hai yêu thú rất đơn giản đem bảo bối của các người giao ra đây ai đưa càng nhiều tiểu ra sẽ giúp người đó ok chưa giao long nghe xong liền nổi đóa quát lớn ta đường đường là hắc giao long nổi tiếng hiển hách bá chủ của động bộ hỏa ly sơn ấy vậy mà ngươi ngươi lại dám bắt chẹt ta sao long phần ngoáy mũi vặn đều nói vậy ý ông là ông không giao bảo bối ra chứ gì ông già đúng vậy ta méo dao run đất đáp hắc giao tôn giả ta cũng có tự tôn ra ngoài xã hội làm ăn bươn trải có làm mới có ăn không thì chỉ có ăn đầu bò đầu cá hồ ly nhận thấy thời cơ của mình tới bèn nhanh trí thương lượng tiểu huynh đệ nếu kèo này thơm thì ta xin chấp nhận trả giá ta đưa rồi nó mang ra một dương châu báu lớn cho Long Phần. Thấy vậy cậu hớn hở đáp, đủ sáng khoái, người bạn này, tôi bắt đầu quý cậu rồi đấy, chỉ chờ có vậy, Hồ Ly vùng lên bảo, tiểu huynh đệ, đợi ta chặn đứng con run đất này, ngươi thử cơ bem chết nó nhé, không vấn đề, ta cũng đang cần một bình rượu rồng, uống cho đỡ nhạt miệng, rồi Long Phẩn tiến lên, vận cáp mô công. Do Long ngạc nhiên bởi không thể tin đột nhiên trên người Long Phần lại toát ra một luồng năng lượng mạnh đến vậy, thấy tình hình méo ổn, nó vội cản long phần lại rồi nói Trang sĩ, dừng tay, ta có điều muốn nói Tiểu huynh đệ à Ta với ngươi tuy mới gặp mà đã đã thân Viên dạ minh châu này coi như là quả ra mắt Ngươi xem thế có được không Lần đầu thấy viên dạ minh châu to như vậy Long phần không khỏi thích thú Vội ôm nó vào lòng mà nói Chi lý chi lý, nói hay nói hay Ai bảo ta cũng họ long chứ Có khi chúng ta còn có quan hệ họ hàng Ôi người vị đại ca thất lạc của ta Ta nhớ huynh lắm, Hồ Ly thế vậy cũng ngửi thấy mùi méo ổn, tên loài người này mà giúp đỡ con run đất thì tối nay cả hai nấu rượu mận mình mất, rồi nó gọi Long Phần lại và bảo, tiểu huynh đệ à, viên ngọc đó căn bản là không đáng tiền, ngoài chợ bán theo cân ấy mà. Ngươi xem áo giáp ngực vẩy bạc này xem, chính là của một vị vương tướng loài người các ngươi để lại đấy, đây mới là bảo vật, nếu ngươi không dùng còn để lại coi như sưu tập đồ cổ. Tới đây mắt Long Phần lại sáng lên, chuẩn chuẩn, đây mới là cực phẩm này. Giao Long lừ mắt, Hừ ta khinh phê phẩm đó mà ngươi cũng bảo là bảo bối sao đây tiểu huynh đệ tẩy túy thảo này của ta có thể giúp ngươi tẩy tinh phạt thúy đúc lại đan điền long phần chạy tới ây ra đan điền của ta bị phá hủy kinh mạch bị thương dạo này còn đau lưng nữa đang cần bảo vật này thấy vậy hồ ly lại bắt đầu trả giá qua lại một hồi cả hai mang ra biết bao nhiêu bao bối từ ngân thương đến nguyệt đào rồi lại cửu hoàn cũng như tam dương kinh cuối cùng hồ ly còn mang nốt cái đuôi ra cầm cố Giao Long cũng không chịu thua, đòi cọc nốt nửa cái sừng của mình. Long phần ở giữa chạy qua chạy lai chóng hết cả mặt, ngồi trên đống kho báu hắn hớn hở bảo. A hi hi, nhiều như này thật ngại quá, các ngươi khách khí quá à. Tiểu quỷ thấy dáng vẻ bì ổi này không khỏi bội phục độ mặt dày của Long phần. Giao Long bấy giờ quyết chơi bài tẩy hồ lớn. Đủ rồi, tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt con hồ ly này từ nay về sau ta sẽ do ngươi sai khiến. Thấy kèo hời, Long phần chốt luôn, một lời đã định trong đầu cậu thầm nghĩ có con hắc dao này giúp đỡ tốc độ thăng cấp của mình nhất định sẽ tăng như bay cho xem, hồ ly cũng không chịu thua. Quát lớn, được thôi, lão nương chơi trò may rủi này, biến đổi cho ta. Rồi trong nháy mắt hồ ly biến thành một đại mỹ nhân vô cùng chết chi, nó nói, huynh đệ à, huynh xem người ta còn cơ hội nữa không rồi gửi một nụ hôn gió chuẩn e của A Hi về phía long phần, khiến cậu phụt máu mũi mà trả lời, tất nhiên là có bấy bìa, à? tất cả là của em. Giao Long nghe vậy vội hỏi, tiểu huynh đệ ngươi vậy mà vì lò mà nướng mẻ anh em sao long phần hạ sắc mặt đáp xin lỗi lão ca ta vốn nghiêm túc cự tuyệt cơ mà cô ta quả thật là bic sai rồi dù hú nói rồi long phần cùng cửu vĩ vận lực toan kết liễu giao lòng ngay lúc nó ậm ừ bảo chờ đã tiểu huynh đệ ta cũng có thể biến thân mà thì cả hai đã tung đòn cáp mô công kết hợp với thiên hồ yêu hỏa dí thẳng vào mặt run đất đáng thương nó gào lên ta không can tâm rồi cứ thế mà tan biến xong xuôi yêu hồ cầm mẩu sừng còn sót lại lên khiêu khích sao nào còn rồng ngu ngốc còn muốn đấu với lão nương không? Non, bây giờ hệ thống cũng tinh tinh thông báo, Long Phần đã xuất sắc hạ gục được giao Long cấp 9, phần thưởng là một triệu điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm chân khí và một điểm giá trị điên cuồng, đồng thời cậu cũng đạt được cấp độ 8 thăng lên làm chiến sư. Cộng thêm nữa là đống đồ cậu mới lụng được của hai con vợ kia gồm thần kỹ đồ long đao pháp, huyết thanh giao long cấp 9, còn có phong hệ yêu hạch và thủy hệ yêu hạch, nhìn mớ vật phẩm long phần không khỏi khoái chí ha ha nhiều bảo bối như này. Giờ tha hồ mà giết boss rồi, nghĩ lại thì đồ long đao bị tổ tiên long gia ta đánh rơi ở trong mạch hỏa ly sơn, bây giờ lại rơi vào trong tay ta. He he, để xem xem cuối cùng nó lợi hại bao nhiêu, không hổ là thần khí SSS bảo đao này đối với sinh vật gian ác có hiệu quả tấn công 200%. Đối với long tộc có hiệu quả 500%, bổ sung thêm là một đòn hiệu quả, hiệu suất hoạt hóa 1%. Wow, quá lợi hại rồi, hàng nóng ở đây sau này ở long ra đứa nào dám bật mình lão tử sẽ một đao chém vỡ đầu cửa hó của hắn thấy thằng cu con mới chớm mở mắt đã hống hách tiểu quỷ nhắc nhở đừng vui mừng quá sớm thanh thần khí đồ long đao này không đủ đâu theo ta biết tu sửa lại nó khó như lên trời hệ thống như hiểu tình hình trong cái khó lo cái hiểm nghèo liền thông báo kích hoạt nhiệm vụ ẩn tu sửa đồ long đao thời hạn là trong vòng một năm nếu thành công sẽ được thưởng một triệu điểm kinh nghiệm hiệu suất hoạt hóa của đồ long đao cũng tăng lên 10% gợi ý đầu mối của nhiệm vụ có liên quan đến nam cung hoàng tộc nghe tưởng chừng sẽ làm long phần nản trí chừng nào nhưng ngược lại cậu tỏ ra vô cùng sảng khoái bởi vốn dĩ long phần coi đây là một nhiệm vụ dễ ẹt tiểu quỷ thấy thế tò mò hư tên tiểu tử nhà ngươi đầu óc thật hài hước đây là nhiệm vụ cấp s đâu có dễ hoàn thành như vậy long phần chẳng quan tâm bởi cậu dù gì cũng là một người chơi từng trải độ mặt dày và chày cối đến giờ khó ai mà bằng loại nhiệm vụ cấp s nhỏ bé này đối với cậu chỉ là bữa ăn nhỏ thôi bấy giờ hồ ly lên tiếng gọi tiểu soái ca lần này nợ huynh nhiều rồi ta không những loại được kẻ địch lớn mà còn có được châu thiên tài địa bảo này thanh niên long phần chết cũng không hết tật háo gái mới nịnh có mấy câu mà mặt hắn đã siêu lòng đáp hi hi không cần khách khí giúp đỡ mỹ nữ là chuyện ta nên làm nếu có muốn báo đáp tôi muốn cho ta ăn cái chăn ấm áp gì đó ta cũng có thể nhận hồ ly liền sán lại gần áp hai miếng ba chỉ vào gần ngươi long phần mà thủ thỉ hi hi tiểu soái ca thật thú vị cơ mà tấm thân nhỏ bé của huynh sao có thể nô gia là yêu thú cấp chỉ nó nghe vậy long phần căng hết cả cơ phẫn nộ quát lớn nói đùa gì vậy thân là một nam nhân sao lại nói bản thân không được rồi long phần vạch áo tính khoe tấm thân gầy gò như nghiện cho hồ ly thấy nhưng bị gạt đi rồi ả à nói tiếp bây giờ ngươi vẫn nên tu luyện cho tốt nô gia phải quay về rồi quả trứng vật sủng này vô cùng đặc thù tặng cho ngươi làm lễ vật trước long phần thấy vậy cũng nguôi ngoai phần nào thầm nhủ chờ khi ta lớn mạnh nhất định sẽ khiến cô ta tâm phục khẩu phục cúi xuống trước mặt ta gọi daddy nói xong à cũng rời đi bây giờ tiểu quỷ cảm thấy quả trứng phát ra một sức mạnh không bình thường long phần vội đáp dĩ nhiên đây là trứng của cửu vĩ tặng mà ngươi nói xem bên trong có thể nở ra một mỹ nữ thú nhân không tiểu quỷ nghe vậy mà bất lực tên sắc lang này quả thật không cứu được rồi long phần thì vẫn đang nghĩ đến cảnh khi quả trứng nở ra một mỹ nhân gọi cậu và nói đại nhân người phải bảo vệ ta thật tốt đó chỉ nghĩ thôi mà đã nhỏ nước rãi trong sung sướng rồi nói rồi quả trứng đột ngột nứt ra cả hai chõ đầu vào hóng giây phút này mở ra rồi mỹ nữ xuất hiện rồi trong đây rốt cuộc là gì đây rồi một đôi tai ló ra long phần phấn khích lỗ tai ra rồi quả nhiên giống với mình nghĩ nhưng khi đến lúc vỡ ra hoàn toàn thì cái gì đây đây không phải là một con lừa sao long phần bấy giờ vô cùng thất vọng tiểu quỷ thì tin chắc đây là một thần thú theo như hệ thống cho biết thì đây là chiến sủng tiểu khôi lư một thần thú trong vẻ bề ngoài không dễ nhìn nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khổng lồ long phần vội cắt ngang ta không cam tâm so với thú nhân mỹ nữ thì khác biệt là quá lớn nhìn cái bộ dạng sợ sệt này xem có khi cơ hội biến thành mỹ nữ cũng chả còn nghe những lời như vậy tiểu khôi buồn ra mặt lòng phần vẫn méo quan tâm thật là không có đạo lý tại sao hồ ly chín đuôi có thể biến thành mỹ nữ trong khi một thần thú lại là một con lửa điều này không khoa học tiểu quỷ nghe thế bèn quát lớn ít nhất thì ngươi cũng đừng cho tiểu khôi xem những thứ như vậy chứ nó không thể biến thành mỹ nữ đâu mở to cái mắt cờ hó của ngươi ra mà xem tiểu khôi nó là công bây giờ long phần như hoàn toàn tan vỡ, bao mộng ước cuối cùng cũng tan thành mây. trời đang vang lại tiếng kêu cứu, ôi giời ơi thì ra ba cô em ngon nghẻ này đang bị truy đuổi, đám người đằng sau quát lớn, đứng lại, đừng chạy, hôm nay nhất định phải bắt được các em. y hí hí, hệ thống lại tiếp tục phát nhiệm vụ, mục tiêu là chọn một trong ba mỹ nữ kia để giải cứu, giải thưởng là đẳng cấp tăng lên một bậc, hơn nữa còn chiếm được trái tim của mỹ nữ đó. tiểu quỷ thúc giục long phần mau đưa ra lựa chọn rồi đi cứu người đi, không chết hết cả đám giờ nói xem ngươi chọn em gái tóc ngắn ba chỉ dày hay ngự tỷ cao lãnh hoặc không để trải nghiệm cảm giác tù tội cũng có thể chọn manh manh tiểu lo li. long phần gãi cầm suy nghĩ không ngờ còn có loại chuyện tốt như thế này ba cô em đều không tồi tiểu quỷ bên cạnh thì tỏ ra tâm đắc vì cuối cùng cũng có thể làm khó được long phần tưởng chừng cậu sẽ chọn một trong ba nhưng long phần đột nhiên gạt đi cậu nói trẻ con mới làm bài lựa chọn người lớn đương nhiên là muốn toàn bộ rồi quay lại với tình hình của ba cô em sau một hồi tung tăng rượt đuổi cả ba đã bị dồn vào đường cùng đám này là người của luyện huyết tông mấy tên vô lại cười khoái trí ha ha các ngươi đã bị trúng độc rồi thực lực toàn thân chỉ còn thừa lại một chút hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn ta ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nghe lời một tí nếu không sẽ phải nếm thử thủ đoạn khủng bố luyện huyết tông của bọn ta còn bên này là mấy tiểu nương tử xinh đẹp của triều thiên tông từ trái qua lần lượt là diệp tử yên liễu lạc khê cuối cùng là tiếu điểm điểm lạc khê biết đã không còn đường lui cô cầm kiếm kề cổ đe dọa đừng có mơ chúng ta dù có chết cũng không để các ngươi đạt được mục đích đâu. Hai người kia thấy vậy cũng nói theo, sư tỷ nói không sai, chúng ta không khoanh tay chịu trói đâu, chẳng qua là chết thôi mà. Đám luyện huyết tông nghe vậy nhưng cũng chả quan tâm, một tên đáp, các người tưởng rằng chết là xong sao, chắc cả ba người đều nghĩ chết còn tốt hơn bị chờ đùa. Cơ mà vậy cũng được, muốn làm gì làm đi chúng ta nhân lúc còn nóng hổi sẽ đến sảng khoái một chút, cả ba nghe xong vội buông bỏ kiếm, đúng vậy, chết rồi cũng sẽ bị bọn chúng là nhục, chưa đùa chi bằng sau khi hưởng tí mùi đời chết cũng được mấy tên kia biết đã làm nhụt trí được mấy cô nương bèn trở nên khao khát hơn cả nếu các ngươi đã không muốn chết nữa vậy chúng ta cũng không khách khí ngay khi chúng định lao tới thì một giọng nói từ sau vang lên dừng tay không ai khác long phần đã xuất hiện theo một kịch bản đã tập dượt từ đầu chuyện thả mấy cô nương ấy ra có làm gì thì làm ta đây này tử yên và điềm điềm thấy vậy mừng rỡ nói quá tốt rồi có người đến cứu chúng ta rồi khí thế mạnh quá đây nhất định là một cao thủ nhưng lạc khê lại khác cô bảo hai người đừng mừng vội, người này chỉ là một chiến sư cấp 2, cảnh giới quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của đám luyện huyết tông này, hai cô nương kia nghe vậy chán luôn mà, một tên chiến sư cấp 2 đến đây làm loạn gì vậy? Ai? Thì ra là một tên muốn chết, đám luyện huyết tông thấy có người xuất hiện ngáng đường bèn sách đao lên khè, "Ây chú em, lạc đường hả? Lại còn dám quản chuyện tốt của bọn ta, là một tên chiến sư cấp 2 thì định dọa ai? Chú em vẫn non và xanh lắm." Dứt lời cả đám lao lên tấn công Long Phần. Lạc Khê lắc đầu thầm nghĩ, vậy là thôi, xong một kiếp người, ba tên cao thủ luyện huyết tông bao vây tấn công như vậy khó mà sống được. Như Long Phần chợt dương đao lên tung đồ Long đao pháp thức thứ nhất nộ Long Phệ Thiên trong nháy mắt đã rơi tái ba tên cao thủ, Lạc Khê thấy vậy vô cùng kinh ngạc, hệ thống nhảy số thông báo, chúc mừng người chơi đã giết ba tên đệ tử luyện huyết tông, phần thưởng là 600 điểm kinh nghiệm, 600 điểm chân khí, một điểm giá trị điên cuồng, ba cô em kháo nhau. Quái đạn thật á chớ, một đòn giết hết ư, anh dai cháy thế nhở, đây là thực lực của chiến sư cấp 2 sao. Mình có phải là đang ảo giác không? Đồ tốt thật đấy, mãi chưa tan. Bên này thì Long Phần đang vô cùng bực tức. Cái lùng mía, ba tên quỷ nghèo nàn đánh nửa ngày cũng chỉ được có mấy đồng tiền lẻ. Lạc khê lên tiếng, vị công tử này. Đa tạ ngài đã cứu giúp chúng tôi. Xin hỏi tôn tính đại danh ngài là gì? Nguyên quán ở đâu? Long Phần đắc ý giới thiệu. Ta đi không đổi tên ngồi bĩnh không đổi họ. Tại hạ là Phi Long hay Long Phi nhưng tiện thì cứ gọi Long Phần. Nguyên quán, khu hai Hoàng Cương Tân Ba Phú Thọ nghe xong cả ba đều thả tim liên tội long phần chắc mầm nhanh như vậy đã bị dung mạo của bổn đại gia mê hoặc thật là ba nữ nhân nông cạn kèo thơm thế này cho lên lạng sơn hay đồ sơn cũng được giá của nó đấy cơ mà nghĩ lại thì ta thích dạng nữ tử không làm ra vẻ đơn thuần như này có ba mỹ nhân bọ ta cần được đâu rồi mau chóng lại hết đây ôm lấy bổn ra mà làm nũng đi cơ mà tỉnh mộng ngoái đi ngoái lại chẳng thấy em nào ủa mỹ nữ của ta đâu hết rồi thì ra cả ba đã bâu vào tiểu khôi Khen thằng cu em có cái đuôi với mẩu thịt thừa đáng yêu hết sảy còn trong bản mặt của tiểu khôi thì chắc đang hạnh phác lắm thấy hoa quả của mình bị cướp mất long phần điên ra mặt mẹ nó tên sắc phôi tiểu khôi nhà ngươi mau bỏ mấy em gái đó ra tiểu quỷ nghe thế bèn nhắc nhở đáng đời ai bảo không tiếp nhận nhiệm vụ của ta giờ bọn họ căn bản là không có cảm xúc với ngươi tham lam là tội chết a hi hi đầu ngốc long phần chỉ biết đập đầu vào tường mà khóc tiếc cái lùng mía là ta qua loa quá rồi bên này Ba cô em bấy giờ mới để ý lại sự có mặt của Long Phần, Từ Yên chợt nhớ vừa rồi Long Phần đã giới thiệu về mình, cô cũng nhớ thêm rằng trước đây từng nghe qua cái tên này rồi. Đây là tên phế vật của Thành Hỏa Ly Sơn, cơ mà sao bây giờ lại lợi hại thế, nhưng dù sao thì anh ta cũng vừa cứu mình, chắc không phải người xấu. Với lại, bây giờ chúng ta đều đã trúng độc, người mềm nhũn, chói gà khâu chặt, đành chỉ có thể dựa vào anh ta thôi. Lạc Khê e thẹn bước tới nói với Long Phần, "Long công tử, tôi là đệ tử của Triều Thiên Tông." Bây giờ chúng độc của luyện huyết tông, không có cách nào dùng linh lực, nếu không phiền thì anh có thể đưa ba người bọn tôi trở về được không? Chả cần biết Long Phần có đồng ý hay không, hệ thống đã thông báo nhiệm vụ mới, chính là hộ tống ba cô em trở về, cái tên Long Phần này gái có thể từ chối chứ nhiệm vụ thì chưa thấy từ chối bao giờ, đến lạ với cái loại người. Hơn nữa nhiệm vụ đơn giản mà phần thưởng lại rất ngon, ngoài điểm kinh nghiệm và chân khí, hệ thống còn hào phóng tặng thêm một đao khai phong cấp vàng tam phẩm, quay lại với Long Phần, cô cậu tỏ vẻ đắc ý nói với ba cô em, ây già, mấy cô em yên tâm đi, ta vừa hay cũng phải quay về thành hỏa lý, ba NPC. À nhầm ba người các cô yên tâm, Long Phần này sẽ bảo đảm an toàn của các mỹ nữ, e he he, chờ đằng sau có có tiếng gọi Long Phần. Quay lại thì ra là Long Ngạo Thiên, hắn kháy đều Long Phần, ngươi bây giờ còn tâm trạng bảo vệ người khác sao, ngươi nên quan tâm bản thân có sống được hay không đi đã. Long Phần không hề ngạc nhiên, bởi dù sao thì cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ, đám tiểu quái đến làm loạn là đương nhiên, rồi long phần thầm nghĩ tên long ngạo thiên này là cháu của long đại diệu trước đây luôn chèn ép ta hôm nay vừa hay đêm chuyện đấy giải quyết luôn ngạo thiên à tên hay đấy nhưng em đen lắm ba vị cô nương thấy làm lạ quay ra hỏi long phần bọn họ là ai nhưng long phần chỉ đáp không lo chỉ là đám rác rưởi đến cho kinh nghiệm mà thôi ta đây sẽ giải quyết chúng dứt câu cậu rút ngay đồ long đao vận khí chuẩn bị xử sạch đám tôm tép thấy hôm nay long phần gan đến lạ ngạo thiên cười lớn ha ha long phi tên phế vật nhà ngươi lại dám nói muốn giải quyết bọn ta sao? Có phải anh đang trêu đùa em đấy không ai cho ngươi dũng khí nói ra vậy? Long phần chẳng nói chẳng rằng, tung đồ long chảm, một đao đã hạ hết đám cận vệ của ngạo thiên. Hắn bấy giờ mới thấy quan tài nên bắt đầu đổ lệ, run lẩy bẩy, quay ra hỏi, đờ heo, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này long phần mới khịa lại. Long ngạo thiên, người của ngươi mang đến cũng quá phế vật rồi, võ thuật của ta còn chưa thi triển đâu. Ba em yêu thêm một lần nữa thấy được thân thủ của Long Phần. Không giấu nổi ngưỡng mộ, tốc độ nhanh quá, vừa rồi ta không nhìn rõ thân thủ của anh ta, không biết tu hành công pháp gì. Nhưng lợi hại hơn chiều tông môn của chúng ta nhiều, chảy nước thiệt sự. Về phía ngạo thiên, hắn chỉ biết trong mắt hỏi, tên phế vật như Long Phần từ bao giờ lại lợi hại vậy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngay khi Long Phần định tiến tới xử lý, thì ngạo thiên vội bảo cậu dừng bước, hắn không biết Long Phần đã đạt được kỳ ngộ gì. Nhưng đừng có ỉ vào điều đó, rồi thách thức Long Phần có giỏi thì không dùng võ công mà solo này. Mấy cô em nghe xong tí sặc nước bọt, cái tên ngạo thiên này đúng là không cần mặt mũi nữa rồi không dùng võ công mà đấu tay đôi là thể loại gì long thiếu gia chắc không nghe đâu ngược lại với phán đoán của cả ba long phần vẫn vô tư đồng ý rồi bảo ngạo thiên cứ xuất chiêu đi đám cô nương há hốc mồm méo thể tin nổi thằng điên lại gặp thằng điên hơn thấy có kẻo thơm ngạo thiên phấn khởi nhào tới phi long à đây là ngươi nói đó đừng có hối hận rồi hắn tung hàn băng thích về phía long phần nhưng như đấy đối với long phần mà nói chỉ là trò hoa hòe hoa sói dứt câu cậu vận một đấm phản lại hai bên chạm nhau nhưng cú đấm của long phần đã giành chiến thắng cú đấm vừa rồi khiến răng lợi của ngạo thiên đi du lịch gần hết hắn nhào lộn các kiểu bay lượn tứ tung rồi văng về sau được chứng kiến màn solo điên rồ này ba cô em không khỏi chảy nước quào wow, đỉnh vô cùng luôn lợi hại lợi hại nắng quá ôi trời ơi rồi long phần hỏi ngạo thiên sao rồi bây giờ muốn thế nào nữa ngạo thiên lùng cồm bò dậy khen nắm đấm của long phần cũng lợi hại đấy nhưng vừa rồi chỉ là nháp thôi có giỏi thì không dùng tay xem nào đam quân chúng bên này lại một lần nữa hà mồm vì sự bỉ ổi này được rồi theo ý ngươi đi long phần đáp thấy kèo lại sáng ngạo thiên lấy lại tinh thần đứng dậy một cách quyết tâm phi long à đây là chú em muốn đấy nhé lần này anh không nháp nữa đâu rồi ngạo thiên tung một cước không biết lửa từ đâu ra chắc là cú sút đi cùng tuổi cháy hết mình vì đam mê cơ mà vẫn méo phải vấn đề với long phần tung cước là đẹp đấy tấn công là bài bản ấy cơ mà vẫn hơi non rồi cậu cũng tung một cước đáp trả nhưng mà trượt chân đá sai chỗ rồi, ôi thôi, thế là thôi, ngạo thiên kêu lên trong tuyệt vọng, nhìn cái mặt xem, trông còn giống người không cơ chứ, nhóm ba cô em che mắt ngượng ngùng, âu, thảm quá rồi, cú sút này thật sự là có chiều sau, võ công quả là cao cường, sau rồi long ngạo thiên, còn chiêu gì nữa không, sau này nên nhớ, khoảng cách của chúng ta là quá xa, rõ chửa, không, ta không tin ta lại thua một tên phế vật như người, chẳng qua là tay chân, võ công của người lợi hại, bản lĩnh thì không dùng cả ba đi nếu thua ta mới tâm phục khẩu phục nghe tới đây ba cô em há mùng quát lớn tiểu nhân đúng là tiểu nhân nhưng đến cái nước này hơi đâu mà quan tâm mỹ nhân nữa ngạo thiên mắng thẳng mặt cả ba lũ tiện nhân các người câm mồm hết cho ta rồi hỏi lại long phần có chốt kèo hay không long phần cũng không từ chối bảo ngạo thiên rằng nếu muốn tìm cái chết thì mau tới đi ngạo thiên lúc này tay đã thủ sẵn dao găm được tẩm sẵn chín bảy ba hai loại cực độc chỉ cần chạm nhẹ là long phần hóa phân lỏng giờ long phần đã chốt kèo thế kia thì không theo sao được kèo này không sáng thì kèo nào sáng không trần trừ lâu ngạo thiên lao tới rút dao tính xiên luôn ba cô nương nhận thấy có gian lận bèn nhanh chóng thông báo với long phẩn nhờ trách va khi mũi dao chuẩn bị tới nơi thì long phẩn chợt nói đồ ngu đồ ăn hại chết mợ mi lè vừa nói vừa tung cáp mô công ngạo thiên thấy kèo lủng bèn hét lớn ây ây chơi bẩn à nhưng thôi kêu chưa dứt hơi thì ăn chọn đấm kêu ú ớ mấy tiếng rồi bay dính vào thân cây long phẩn đi tới nói chú em thua rồi cọc tiền ra thôi nhỉ ngạo thiên không cam tâm trách móc long phần không giữ lời nghe vậy long phần cười lớn cái lùng mía tin người vô cùng luôn non nghe vậy ngạo thiên tức ói mau gọi lớn tên long phi rồi hẹo tại chỗ hệ thống cũng thông báo chúc mừng long phần đã hoàn thành nhiệm vụ làm tiểu bót ngạo thiên tức mà chết tiểu quỷ cũng ngợi khen rằng chuyện này đúng hợp với phong cách của long phần ba cô em bấy giờ đã hoàn toàn tin long phần đích thực là một đại cao thủ không thể không nói phẩm tính của long đại có chút đặc thù nhưng cũng được cũng vẫn là chảy nước Long Phần chợt nhớ là lúc nãy quên không hỏi Ngạo Thiên chút tin tức của Kiều Kiều, không biết dạo này cô ấy sống sao, nghe vậy Lạc Khê tiến tới hỏi, "Long đại ca, huynh vừa nói là khu vực Tây Thành sao?" Nghe vậy Long Phần mừng rỡ đáp, "Không sai, cô biết thông tin gì sao?" Bấy giờ là Khê kể lại cho Long Phần nghe việc trước khi cô đến đây, nghe nói Long đại diệu đã dẫn đại đội thị vệ bao vây khu Long Thành truy bắt một cô gái tên Kiều Kiều, không lẽ đó là bạn của Long huynh, nghe xong Long Phần máu dồn lên não, quát lớn, "Cái lùng mía, đồ khốn Long đại diệu!" kiều kiều mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ xiên ngươi từ dưới xiên lên Khí thế của cậu lúc này quả thực là cường đại ba cô nương cảm thấy đứng trước mặt mình bây giờ không phải là ngươi mà là một hung thú tiền sử rồi long phần gọi ba người lại cả ba trở nên lo sợ không biết cậu tính là gì bọn họ nhưng cái bản mặt trong nguy hiểm hết chỗ nói bất chợt long phần cầm lấy chân của họ khu rừng vang dội những tiếng la hét thất thành a à, huynh làm người ta đau đó đây là tư thế gì kỳ lạ quá sau một hồi long phần đứng nhìn lại thành quả mà không khỏi tâm đắc thì ra cậu đã trói cả ba cô em lại trong cái kiểu trói có khốn nạn không cơ chứ cả ba thì đều thắc mắc không biết tại sao long phần lại trói mình lại cái kiểu này tưởng sẽ có những màn nhỏ nến ghê người như không long phần lôi ra một thanh tre dài dặn cả ba đừng có ngọ nguậy khoảng một tiếng nữa bọn họ sẽ về tới hỏa ly thành nghe tới đây cả ba đều không tin bởi quãng đường từ đây về hỏa ly thành không gần phải mất ít nhất một ngày rồi long phần lại lôi ra bảo bối tật hành phù sau đó xiên cả ba người vào thanh tre khiêng như khiêng lợn chạy một mạch lần đầu trải nghiệm tàu cao tốc nên ba cô em đều say xe la toáng lên kêu cứu đúng một giờ sau bọn họ đã về tới hỏa ly thành hệ thống thông báo long phần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn ba cô em lúc này thì trông thảm không thể tả nhưng vẫn đẹp xong xuôi long phần từ biệt ba người rồi rời đi tử yên cô nương lèm bèm trách móc không ngờ long phần lại vứt họ ở đây rồi chạy mất tiểu điềm cũng thút thít khóc đáng ghét đồ quỷ sứ lần đầu tôi bị người khác làm vậy hơn nữa còn bị trói một cách không thể tin nổi u hu hu riêng lạc khê có vẻ đã rơi vào lưới tình ánh mắt cô mơ mộng về việc sẽ sớm gặp lại long Phẩn để lấy thân báo đáp đại ân ngay lúc đó trong thần long hầu phủ một đám tép tôm đang đứng buôn chuyện với nhau về việc không tìm thấy tung tích long phần mà chỉ bắt được kiều kiều nghe thế mấy tên mỉa mai nói có khi long phần sợ nên đã trốn đi mất tiêu rồi vừa thở xong thì cánh cửa lớn bị đạp tung đám tép tôm giật mình quay lại kêu lớn thằng nào dám to gan xông vào đây giờ hành chính người đâu mau kêu thị vệ qua đây nhưng nào còn ai ngoài long phần cậu đi vào nói lớn bất ngờ chưa long gia thiếu chủ của các ngươi về rồi đây nhận ra long phần đám tép tôm khinh khỉnh bảo tưởng ai hóa ra là long phế vật đến đây tự chui đầu vào lưới à không ngờ công lao lại tự tìm đến của anh em đâu xích hắn lại không cần thị vệ tên này chúng ta nhai được giòn lắm tin tôi thấy bản thân bị một đám rác rưởi coi thường long phần điên tiên một đám cặn bã ngòm hết cho ta rồi long phần một chiêu đã cho cả đám lên bàn thờ không ngờ việc giết mấy tên tép tôm này cũng có trong nhiệm vụ hệ thống nhờ vậy mà Long Phần có thêm một chút kinh nghiệm. Tên Zano còn lại thì đứng bất động, không hiểu sao từ một tên phế vật, Long Phần lại cường đại như bây giờ. Rồi cậu hỏi, Kiều Kiều hiện tại đang ở đâu, nhưng đám thị vệ đã chạy tới và vây kín Long Phần. Tên đội trưởng thị vệ hỏi có phải Long Phần chán sống không mà lại tới làm loạn giờ này. Nực cười, ta vốn dĩ chính là thiếu chủ thần Long Hầu Phủ, ta về nhà mình từ lúc nào lại thành tự ý xong vào vậy. Tên Long Sơn cười lớn ha ha đừng có đùa. Ngươi bây giờ bị rút sạch long thần tinh huyết thì là một tên vô dụng rồi, căn bản là ngươi không xứng đáng với vị trí long thiếu chủ đám thị vệ bên cạnh cũng hùa vào miệt thị body Samsung long phần con run xéo lắm cùng quần, long phần không nhịn nữa chỉ là một đám thị vệ mà dám khinh thường người khác hôm nay long phần ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ hội mùa bân bu nhi nháo đám thị vệ cũng không kiêng nể lập tức nghe lệnh long sơn ùa vào tấn công kháo nhau mau mau xử lý xong xuôi để tới chỗ trưởng lão lãnh thưởng nhưng xin nhắc lại long giờ không còn là long xưa đâu không có giòn đâu cậu bật nhảy lên cao rồi tung cáp mô phi trường đám tôn tép lập tức tan tác trên mặt đất còn hằn lên vết lõm hình tay long phần chuyện này làm sao mà có thể trong chớp mắt đã hạ được toàn bộ thị vệ ở đây sao long sơn bấy giờ sợ toát mồ hôi hột không biết nói câu gì thấy thế long phần truy hỏi hắn tung tích của kiều kiều biết không phải đối thủ của long phần sơn xì ke nhanh chóng khai hết thì ra kiều kiều đang bị nhốt sau núi rồi cầu xin long phần tha mạng cho mình cơ mà động vào người của tiểu gia thì làm gì có chuyện được sống không nói không rằng Long phần vặn cổ hắn xoay 180 độ mà chết. Long phần bước đi, thầm nhủ hôm nay người muốn mạng của cậu toàn bộ đều phải chết. Long phiến võ lúc này cũng đã được thông báo sự trở lại của Long phần. Hắn hỏi thị vệ hiện giờ Long phần đang ở đâu. Tên kia nói, sau khi giết một đám người bên ta thì đã đi một mạch đến sau núi, dường như là tìm thống lĩnh Long đại diệu. Mặt Long phiến trao lại, ta đang lo không tìm được hắn thì không ngờ hắn lại chủ động tìm đến cửa. Nói rồi, Long phiến cho gọi người, lập tức triệu tập cận vệ quân tinh anh nhất trong phủ Long ra đi bắt sống Long phần. Long Phi hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát, tại núi sau của Long gia Kiều Kiều đang bị tra tấn rất dã man. Long đại diệu không ngừng hỏi, bắt ép Kiều Kiều mau khai ra Long phần đang ở đâu, nếu cô nói hắn sẽ thả cô ra. Tiểu Kiều dường như đã quá kiệt sức, cô nói được thôi, ngươi đến gần đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long đại tiến lại gần ngợi khen Kiều Kiều, xem ra ngươi cũng biết tốt xấu, tên phế vật như Long phần ngươi đi theo có tác dụng gì đâu, chi bằng đi theo ta ăn ngon mặc đẹp vẫn hơn nhưng kiều kiều chỉ nhổ toẹt máu vào mặt long đại mà rằng muốn kêu cô bán đứng long phần thì nằm mơ đi long thiếu nhất định sẽ báo thủ cho cô long đại bị chọc điên bèn dơ do lên quát lớn à đàn bà chết tiệt nếu muốn chết như thế thì ta chiều kiều kiều bấy giờ như đã buông xuôi cô nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng long phần đã tới mau dừng tay long đại diệu tên khốn nạn nhà ngươi rồi cậu lao về phía long đại trực tiếp cho hắn một đấm mắt mũi trợn ngược hết lên thấy long phần đã trở về tiểu kiều bèn gọi lớn long phần chạy tới ôm cô vào lòng tiểu kiều nói vội cứ tưởng sẽ không được gặp lại thiếu gia nữa long phần nghe nhẹ nhàng an ủi không sao đát đi của em về rồi đây tên long đại diệu bấy giờ đứng dậy hắn tỏ ra vui mừng khi tự nhiên long phần vác xác tới hắn coi như đỡ một phần công sức bấy giờ long phần quay ra nhìn long đại tuyên bố hôm nay dù có thiên vương lão tử ở đây cũng không cứu nổi ngươi đâu nghe long phần mạnh mồm như vậy long đại cũng lên tiếng thách thức chắc ngươi chưa tỉnh ngủ rồi cho dù ta đứng đây cho ngươi đánh chưa chắc đã ăn được đâu ta là chiến sư cấp 7 đấy đừng có đùa long phần gọi tiểu quỷ ra bảo mau chóng đem toàn bộ kinh nghiệm cậu tích lũy được dùng hết một lần để thăng cấp bấy giờ một long phần toát ra một luồng sức mạnh to lớn long đại ngạc nhiên không biết từ bao giờ long phần lại mạnh đến mức này sau quá trình thăng cấp điên cuồng vừa rồi hiện tại long phần đã là chiến sư cấp 8. thấy vậy nhưng long đại chỉ cười nói ngươi nghĩ như vậy mà đã ăn được ta sao rồi long đại bắt đầu biến đổi thành quỷ long phần cảm thấy khí tức của long đại không ngừng tăng lên nhận thấy kẻo không thơm cậu bảo tiểu kiều mau đi trốn nhưng cô và tiểu quỷ đã phắn từ lúc nào long đại gầm lớn ha ha hiện ma thân bấy giờ lộ diện chân thân thật là một con quỷ bị cắm hai cái sừng dài ngoằng cùng luồng khí tức vô cùng bố đời anh điên cuồng tức giận không ngờ long đại diệu lại là người của ma tông hỏi hắn ơ náu trong long ra anh rốt cuộc có ý đồ gì hắn ta nghiến răng nói ngươi không cần biết rồi lao người cùng móng vuốt đầy sắc khí muốn đánh đến chỗ long phần anh vội lấy ra đồ long đao rồi cả hai bắt đầu lao vào vã nhau tên long đại diệu đã dùng móng vuốt ma hồn thập trảo phóng vuốt khí lao đến long phần một đao đã chặt liên tục bốn thức đoàn cân liệt cốt chảm huyết thần khai kinh hồn phá sát những nhát chém đầy cuồng khí đánh tan hết vuốt công kích của hắn ta hắn cay cú và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tư thế này đây là đồ long đào và đồ long đao pháp đã bị thất truyền từ lâu hỏi anh lấy từ đâu ra chứ long phần chỉ cười trừ nói hắn xuống địa ngục mà hỏi đi rồi anh đã tích chữ một luồng đao khí vô cùng khủng khiếp đồ long cuồng chảo một đao mang sức mạnh long ngâm đánh tới thứ sức mạnh cùng bạo khiến cho long đại diệu phải sợ hãi hết sớm xin đầu hàng tha mạng nhưng mà mai thì tha luồng đao khí phóng tới đã biến hắn tan biến theo đất trời thứ sức mạnh quá bố đời lúc này kiều kiều mới từ sau đi ra hỏi thiếu gia có sao không nhưng đâu có si nhê gì với hào quang nam chính chứ anh đoán rằng tên long đại diệu này nói thế nào cũng là một tiểu bót không biết lần này anh hốt được bảo vật gì đâu một tiếng tinh từ messenger của hệ thống chúc mừng long phi công sát ma tông long địa diệu nhận được một nghìn điểm kinh nghiệm giá trị chân khí 100 điểm, giá trị cùng bạo 1 điểm, còn nhận thêm được U Minh Ma Diệm Công, huyền giai cửu phẩm. Lệnh bài huyết hải ma tông cùng 1.000 ngân lượng, thấy cũng nhiều mà thanh niên long phần tham lam nên vẫn cho rằng quá ít rồi, hơn nữa đều là vật phẩm của ma tông. Anh cũng không dùng được, cảm thấy nghi nghi có khi nào con tiểu quỷ này cắt sâu bem ít đồ của đại ca không. Tiểu quỷ nghe vậy biện minh ngay có chút đồ như vậy mà thôi. Anh nhất định là nghĩ nhiều rồi, chúng ta là tổ hợp đội ăn ý nhất đó, Long phần vô cùng tinh danh nói tiểu quỷ thế thì lấy máu thể là không cắt sâu đi. Rồi anh để lộ ra bản mặt vô cùng sắc khí khiến tiểu quỷ sợ hãi khuyên anh dai à có gì từ từ nói đi. Nhưng long phần không ke rồi anh lấy ra đồ long đao luyện ra đao khí kim long dọa tiểu quỷ. Chỉ dựa vào chút đạo hành như ngươi mà cũng muốn bem đồ của anh sao, mau nôn bảo bối ra đây. Nhận thấy nịnh hót có vẻ méo ăn thua với tên tham lam này rồi, tiểu quỷ đành phải miễn cường xin tha rồi nó sẽ nôn đồ ra cho anh. Long phần lúc này lật mặt như bánh tráng, nói chúng ta là đồng đội sao có thể đánh ngươi được chứ tiểu quỷ chỉ biết ngậm ngùi cay cú vốn dĩ định rút lại hai món này gửi thêm vài nhiệm vụ cho anh ta để hoàn thành cây pi tháng này ai dè gặp ngay phải cái tên bỉ ổi này rồi hệ thống lúc này gửi cho anh chúc mừng long phi đã kích khởi hệ thống tu ma và hệ thống tích điểm có muốn chấp nhận hay không đương nhiên là có rồi anh vội ấn ok rồi hệ thống báo anh đã nhận được 100 điểm giá trị kinh nghiệm 100 điểm chân khí và 100 tích điểm anh cũng bất ngờ khi không ngờ lại xuất hiện hai hệ thống anh muốn xem xem hệ thống mới này có tác dụng gì. Đằng sau tiểu quỷ vẫn tức tím người vì Long Phi thế mà lại dám uy hiếp nó, Thu này không trả thì xã hội người ta khinh. Anh xem thử hệ thống tính điểm, ghi chú người chơi có thể thông qua công sát đệ tử tông môn, hoàn thành nhiệm vụ, luyện chế đạn dược trận pháp, thu phục yêu thú để nhận được phần thưởng tích điểm. Và người chơi còn có thể dùng bất kỳ vật phẩm gì để đổi lấy tích điểm và ngược lại. Hệ thống tu ma thì có thể tiêu hao 1.000 tích điểm có thể chuyển đổi thành tu ma chi thể, ma thân và bản thân cùng hưởng tất cả trạng thái. Ma công đối với đệ tử bình thường làm tổn hại tăng hiệu quả, ngược lại cũng vậy. Đọc xong long phần cười lớn hả hê không ngờ lại có đồ tốt như vậy. Sau này ở trước mặt tông môn anh chính là nhân sĩ chính phái, trừ dâm diệt ác. Ở trước mặt ma tông, ta là cùng ma, chuyên giết những tên ngụy công tử. Thật là quá đã Pepsi ơi, anh cũng gọi tiểu quỷ nói mau đổi cho ta một viên trị thương đan dược. Tiểu quỷ muốn vẫn cay ré muốn trả thù nên tỏ vẻ không nghe thấy gì nhưng thấy vẻ mặt âm lãnh cùng sắc mặt hãm trẻ của long phần khiến nó sợ hãi cái tai đột nhiên lại nghe rõ rồi đành miễn cưỡng tuân mệnh lấy cho anh một viên trị liệu đan thấy đổi cái này thế mà lại hết 80 tích điểm khiến anh điên tiết mắng tiểu quỷ cho rằng nó lại cắt sâu sao nhưng nó nào đâu dám xem ra sau này anh phải cố gắng thăm ngàn khiếm tích điểm thôi tiểu quỷ thấy anh như vậy cũng chỉ biết tự trách bản thân chọn nhầm nền văn minh chọn ngay phải một chủ nhân sáng nắng chiều mưa chưa chiều ẩm ướt long phần thì ra là lấy viên trị thương đó cho kiều kiều nói cô mau uống đi cô thân thể đã quần áo rách nát trông có chút thảm vừa nuốt viên trị thương đan thì bên ngoài đã có tiếng hét mắng long phi mau cút ra đây bên ngoài cha con long phiến đã cùng đội quân đứng đợi sẵn ông cho rằng nếu long phi không ra thì sẽ chịu tiếp định anh tội phản nghịch phóng hỏa thiêu chết trong này đúng lúc này thì nam chính cùng kiều kiều đã bước ra anh vừa ra là chất vấn lão ta muốn thay anh ngồi lên vị trí gia chủ sao tên bán nam bán nữ con của hắn ta cũng không kém cạnh ra mồm mắng anh nhưng vừa lên tiếng đã bị long phần hừ mắt quát lớn loại tôn tép như người muốn chõ mõm vào sao cút vừa chửi anh vừa tung một trưởng bắn thẳng đến mặt hắn ta bị đánh bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay đỡ lấy mà bị đẩy về đằng sau đau đớn phụ huynh hắn đứng cạnh nhìn thấy cũng nhận ra long phi này đã lên chiến sư cấp 8 cảnh giới sao lại tăng nhanh vậy chứ lẽ nào có người âm thầm giúp đỡ ông con trai thì bị đánh cho gãy mấy cái răng tức giận mách cha đòi báo thủ giúp lập tức long phiến lệnh đám cận vệ quân long ra của mình xông lên bắt giữ phản tặc chúng lập tức lao lên và long phi nói chúng đứng lại anh hỏi chúng các ngươi là cận vệ của Long Gia hay cận vệ của Long Phiến, đám lính cho rằng lão Thái Gia bế quan chưa ra ngoài. Nay Long Phiến là người thống lĩnh cao nhất Long Gia, nên chúng nghe leo lệnh ông ta, Long phần thấy xem ra nói chuyện không thôi thì không khiến đám ngày nghe được. Anh lập tức tạo ra thủ ấn lên đầu ngón tay rồi chỉ lên trời, hét lớn đổ Long Chảm. Một con rồng cứ thế mà phi lên trong sự trầm trồ của tất cả đám người xung quanh, nhất là hai bô con Long Phiến, chúng không ngờ thế mà anh lại có đổ Long Đao Pháp. Đây là bí ký kỹ của Long Thần Chiến Sĩ Long Gia chỉ có gia chủ long gia mới biết đồ long đao pháp đây là hiện ý của long gia chủ sao đám quân lính không ngừng tự hỏi lẽ nào long phi vẫn có khả năng thừa kế chức vụ gia chủ kế nhiệm sao chúng liền rén ngang không dám ra tay nữa long phần trong lòng nghĩ đồ long đao là lá bài cuối cùng của anh tạm thời không thể xuất hiện được nhưng mà đồ long đao pháp trước mắt cũng đủ để làm cận vệ quân long gia khiếp sợ rồi đám binh lính lập tức bỏ hết đao xuống không dám làm gì nữa long phần thấy chúng sợ hãi anh hét lớn nói chúng còn không mau quỳ xuống ngay lập tức tất cả đều quỳ xuống đồng thanh tham kiến thiếu chủ long phiến đứng bên mà nghiến răng canh kết tức giận rõ ràng cận vệ quân đáng lẽ sẽ giết long phi vậy mà bây giờ đều bị hắn chấn phục và long phi cũng không quên xử tội hắn ta anh đến bên hỏi một tên lính tội sỉ nhục thiếu chủ long gia thần long hầu tương lại đây là tội gì thân là nô bộc của long gia lại răng bẫy hãm hại thiếu chủ bắt nha hoàn bên cạnh ta dùng cực hình tra tấn đây là tội gì tất cả quân lính đều đồng thanh tội chết lập tức tên nào tên nãy cũng hừng hực sát khí tiến đến phía long phiến ông ta bị bao vây không biết phải làm sao nay long phi lôi kéo ý dân nếu ông ta không chịu khuất phục có lẽ sẽ tiêu mất lập tức ông ta nhanh trí quỳ xuống nói rằng mình bị kẻ gian lừa gạt xin thiếu chủ tha tội con báo con nhà hắn thấy vậy cũng khó hiểu liền bị ông bô cho một trận kéo mặt ngã xuống nói con trai ta tuổi trẻ chiếu mới mong thiếu chủ lượng thứ long phi trong lòng thầm nghĩ bây giờ thực lực của anh không bằng long phiến không thể ép hắn vào đường cùng được anh đành nói dù gì mình cũng là long gia thiếu chủ niệm tình ông thành thật hối cải lần này anh không trị tội ông đã sơ xuất trong việc giám sát nhưng mà không có lần sau đâu long phiến nghe vậy trong lòng tuy tức nhưng cũng đành nghe theo lệnh của thiếu chủ anh cùng với kiều kiều bước ra vô cùng ngạo nghễ và cô cảm thấy thiếu gia ngầu vãi ỏ đến cả long phiến hống hách cũng phải quỳ xin đền tội với anh về phía tên long phiến hắn ta vẫn cay cú sắp đến sát hạnh gia tộc rồi đến lúc đó hắn sẽ nhất quyết trả thù tại nam gia cung tin tức Long Phi có được đồ Long Đao Pháp đã được chuyển về. Người bên trên lệnh thuộc hạ mau tìm cơ hội triệu trừ Long Phi, đề phòng hậu họa. Tại Trư Cát Gia, Lý Gia và Hoàng Cung tất cả đều ban lệnh cho đám sát thủ âm thầm ám sát anh, còn bên phía hậu viện của Long Phi. Anh đang luyện đan, Kiều Kiều và Tiểu Quỷ vẫn đang hóng xem lần thứ nờ này của anh có thành công hay không. Nhưng đột nhiên cái lư lại nứt vỡ, cảm thấy méo ổn rồi, cả hai liền chim té ra xa. Một vụ nổ đan lại xảy ra rồi, đây đã là lần thất bại thứ 1001 tiểu quỷ thấy vậy cũng lên giọng rõ ràng không có thiên phú luyện đan rồi Hà cớ làm sao cứ phải tự làm khó mình chứ nhưng có vẻ lần này khác rồi long phần bước ra bố dạng tóc tai quần áo cháy đen xì do vụ nổ nhưng anh vẫn rất ngạo nghễ tự tin vì cuối cùng cũng đã luyện ra cực phẩm trị thương đan rồi không ngờ sau một nghìn lần thất bại cuối cùng độ thuần thục luyện đan thuật cũng đã tích lũy được rồi bây giờ anh đã là luyện đan đại sự rồi nhưng mà có vẻ méo ổn cả người anh lửa vẫn chưa tắt kiều kiêu nói ở giữa hai háng thiếu gia vẫn đang cháy kìa hơn nữa mùi còn khét lẹt định làm bữa tờ diêm thui sao long phần phúc này mới thấy nóng nóng lập tức chạy đi tìm nước để dập đã thế lại còn chạy nhầm hướng sang bên nhà dơm nữa chứ đá thủ luyện đan mà bên phía này đám dân thường đang xôn xao vụ chư cát kiên cường đột nhiên gây sự với phong nguyên thương hội và cô gái này là hội trưởng phong nguyên thương hội phục vân san cô bước ra cùng hội chị em của mình và tên tóc đỏ này là chư cát kiên cường hắn ta mang đến một người bệnh đang thói thóp ăn vạ rằng ăn nhiều đan dược trị liệu của các ngươi như vậy rồi mà vị huynh đệ này vẫn không có chút chuyển biến nào. Phong nguyên thương hội lừa đảo sao? Cô gái đằng sau nghe vậy tức giận nói chỗ này là thương hội chứ đâu phải là y quán. Làm gì có đạo lý chữa không khỏi lại trách chúng tôi. Nhưng tên tóc đỏ vẫn giả mồm ăn vạ hơn nữa còn có đám dân bên ngoài cũng hùa vào theo. Phục vân san thấy tình hình này nói cô bé không cần nói nữa. Hôm nay chưa các kiên cường đến đây chính là để bới lông tìm vết hôm nay nếu cô không có cách chữa khỏi cho người mà hắn đem đến sẽ tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của phong nguyên thương hội cô nhưng mà có vẻ vết thương trên người tên đố không hề nghiêm trọng tại sao ăn nhiều trị liệu đan vào vẫn không thấy khỏe hơn chứ cô gái đằng sau đoán có lẽ người đó đã ăn loại đan dược có thể liên tục làm vết thương nặng thêm trị liệu đan bình thường không thể hoàn toàn trị khỏi được duy chỉ có trị liệu đan cực phẩm mới có khả năng tên tóc đỏ đắc ý cho rằng cực phẩm đan dược thấy mà khó cầu đâu có dễ dàng lấy được như vậy hôm nay biển hiệu của phong nguyên thương hội nhất định hắn sẽ đạp dưới chân thôi lúc này từ bên ngoài long phần đã phi đến hô lớn ông chủ có ở đây không ta có đan dược thượng phẩm muốn bán đám người xung quanh thấy anh toàn mùi cháy khét lèn lẹt lè, nghĩ không biết có phải tiểu tử này từ hố rơm chui ra nữa không cô gái tóc nâu cũng nhận ra anh phục vân san nói hôm nay thương hội có việc gấp nên có thể không tiện tiếp đãi anh được hay là mai đến sau nhé nhưng long phần mắt lộ ra vẻ đắc ý hỏi cô chắc chứ chỗ anh có trị liệu đan cực phẩm siêu cấp viper do bố đời này rồi từ trong áo mang ra khiến cho tất cả đều há hốc mồm không tin, thật sự có người đến bán cực phẩm trị liệu đan sao? Không tin thì anh đây cho các chú xem luôn, anh mang hai viên ra cho họ xem luôn. Đồng thời giao bán ba linh thạch một viên, 11 linh thạch ba viên, không mua là thiệt không mua là lỗ lẻ. Mấy em gái của Phong Nguyên Thương hội rất vui vì trong cái rủi lại nó cái may, nói hôm nay bất luận trị liệu đan cực phẩm anh bán bao nhiêu tiền, Phong Nguyên Thương hội sẽ đều mua hết. Tên tóc đỏ thì cho rằng Long Phi nổi tiếng khắp Ly Hỏa Thành là phế vật có tiếng. Làm sao có thể có cực phẩm trị liệu đan được chứ? Cho rằng anh lừa người mà thôi, bên ngoài cũng có một vài tên chó hùa theo cho rằng là hàng giả. Phong Nguyên Thương hội thế mà lại bị tên phế vật này lừa luôn, thật sự định phá hư biển hiệu của mình sao? Phục Vân San nghe vậy cũng có chút nghi ngờ. Tên tóc đỏ vì vật vô cùng đắc ý, bất luận cực phẩm trị liệu đan là thật hay giả, chỉ cần có một chút nguy hiểm, hắn ta cũng không thể để Phục Vân San mua nó được lúc này vân san vì nghi ngờ nên hỏi long phi có thể để một vị giám dược sư đến giám định đan dược một chút rồi mua có được không anh tự tin nói không cần đợi anh dùng cực phẩm đan chữa khỏi cho người này tự nhiên sẽ biết là thật hay giả mà thôi tên tóc đỏ nghe vậy không muốn cho chữa và nói rằng nếu thủ hạ của ta ăn vào chết ngay thì làm sao long phi không ngần ngại mà nói yên tâm nếu chết ta sẽ một mạng đền một mạng nhưng nếu có thể chữa khỏi cho hắn chủ tớ các ngươi ở trần chạy hỏa ly thành một vòng nhé tuy hơi củ chuối nhưng tên tóc đỏ vẫn cho rằng đan là hàng giả nên hắn quyết đồng ý giao kèo này anh cũng bê e trong quá khứ tên khốn chư các kiên cường này sau khi long thần tinh huyết của anh bị rút cạn nhiều lần chế giễu và ức hiếp anh hôm nay đúng lúc cho hắn một bài giáo huấn còn trong lòng tên tóc đỏ thì nghĩ nếu hôm nay có thể thuận tiện giết được long phi chắc chắn có thể nhận được sự ban thưởng lớn trong nhà tiểu quỷ cũng thấy lần này anh chơi lớn thật nên cũng cho anh luôn cái nhiệm vụ nữa trợ hứng và hệ thống hiện lên nhiệm vụ mới khiến thủ hạ của chư cát kiên cường bốc đại đa chủ động phản bội làm trái ý chư cát kiên cường phần thưởng linh không giới thiên giai công pháp mê tung phong ảnh bộ lôi long tự di chủ tàng bảo đồ nhiệm vụ thất bại thì luyện đan thuật thụt lùi về cấp không tiểu quỷ cũng nhắc tên bị hôn mê này là thủ hạ lòng cốt của chư cát kiên cường trung thành vô cùng tên gọi bốc đại đa muốn xúi dục hắn không dễ đây nếu không chơi được có thể chưa nói hết câu thì anh đã một cốc đấm bay tiểu quỷ trước mặt long phần ta đây không có nhiệm vụ gì không làm được hết ngoan ngoãn đứng một bên mà học tập đi một đấm đấm bay tiểu quỷ xuống mười mấy tầng địa ngục nó chỉ biết cây cú thầm mắng long phần ra vẻ thì cứ ra vẻ đi tại sao lần méo nào cũng đánh ta chứ cây vãi ỏ mà không làm gì được long phi nghĩ nhiệm vụ này nhì thì khó đấy nhưng bần tăng đây chưa ngán ai bao giờ anh dùng viên đan dược nhét vào mồm tên bốc đại đa trong sự tò mò của mọi người tên tóc đỏ vẫn tự tin cho rằng viên này chỉ là giả nhưng mà mở to cái màng nhĩ ra mà xem cho rõ đây chỉ sau vài giây tên bị bệnh đã bật dậy đông đốt như được sống lại. Hắn ta cảm thấy tinh thần tươi mới và hừng hực sức sống. Mấy em gái ở đây nhìn vậy vô cùng bất ngờ, tóc tím lập tức đến bên nói anh còn bao nhiêu cực phẩm trị liệu đan phong nguyên thương hội sẽ mua sạch. Long Phi nghĩ tiếp theo chỉ cần nói rõ theo tình hành động theo lý, để người này nói ra kế hoạch của chư cát kiên cường là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tên đầu moi được cứu vẫn đang vô cùng vui mừng chạy đến báo với thiếu gia tóc đỏ của hắn mình khỏe rồi. Nhưng không hiểu sao sắc mặt thiếu gia hắn có vẻ không vui lắm, vui thế méo lào được chứ hắn tức giận một đấm đấm bay người đầu moi bà mẹ rốt cuộc ngươi đứng theo phe nào chứ hắn ta sống được dậy có nghĩa là anh sẽ phải chịu hình phạt là trần chuồng chạy quanh thành rồi thấy vậy long phần tức giận đưa ngón giữa về phía chư cắt kiên cường nói hắn muốn chạy làng sao nhưng tóc đỏ mặt dày không chút liêm sỉ tỉnh bơ ăn vạ rằng hắn thấy tên đó còn bị thương nặng hơn thì có nhưng mà quay sang thì đúng thật tên này diễn như diễn vậy máu ở đâu ra cứ thế phun như tiết gà luôn kỹ năng diễn xuất này xem ra còn đỉnh hơn đá thủ long phần rồi mấy em gái cay cú lao vào mắng tóc đỏ dở trò nhưng hắn ta tỉnh bơ vẫn cho rằng đan dược có vấn đề thì có thì ra hắn ta gần đây tu luyện một môn độc sát trưởng trưởng lúc nãy khiến độc tính xâm nhập vào cơ thể của bốc đại đa khiến ai cũng không thể nhận ra được bệnh cũ của hắn hay là vết thương mới long phần cũng đã nhìn rõ chiêu trò của hắn ta nhưng anh vẫn vô cùng tự tin nhất định hôm nay sẽ cứu được bốc đại đa hôm nay tử thần đến đây cũng đừng mong đem hắn chết được Nói rồi anh lấy ra một đống đan dược tống vào mồm hắn ta bắt nốt hết, đã thanh lọc trở lại và cơ thể đầu moi lại phơi phới. Tóc đồng thời đang từ phú lê cũng thành lê bảo lại luôn, nhưng vừa tỉnh thì tên tóc đỏ lại giờ thủ đoạn đánh tới đầu hắn khiến đầu moi lại lần nữa rơi vào trạng thái sùi bọt mép. Long phần cũng không chịu thua lại tiếp tục dựng hắn lên tống đan dược vào mồm tiếp, cứ thế cứ khỏe rồi lại ngất, khỏe rồi lại ngất, liên tục liên tục khiến đám dân bên ngoài xem mà cũng thấy vô cùng hứng thú. Nhưng mà cứ thế này khổ quá mà, đầu moi cầu khóc dòng cầu xin đám này tha cho hắn, cho hắn chết một cách nhẹ nhàng thôi cũng được, chứ cứ cứu rồi lại giết thế này thảm quá trời thảm, báo quá trời báo hắn mà. Cả long phần cùng tóc đỏ đều đồng thanh đương nhiên là méo được rồi. Nói rồi chứ các kiên cuồng lao đến muốn tung một trưởng đưa đàn em đi gặp các cụ, nhưng không ngờ đầu moi thế mà phản ứng kịp đấm lên đúng lúc tên đó lao tới. Một đấm thẳng mặt khiến tóc đỏ méo thể tin nổi. Sao anh dám oánh tôi, đầu moi đã tức nước vỡ bờ cây cú trách tóc đỏ rằng chính anh là người cứ đánh tôi trước và đầu môi lập tức không thể chịu nổi cơn hành hung này nữa muốn vạch trần sự thật. Anh ta nói lớn với mọi người chính tên khốn này đã bắt tôi uống thuốc để giả vờ bị thương nặng muốn gài bẫy Phong Nguyên thương hội. Hắn ta đã làm chuyện này vô số lần khiến tôi không thể chịu nổi nữa đành tự khai. Tiểu Quỷ cũng không ngờ cách khó thế này là Long Phần cũng làm được. Anh thì vô cùng lên mặt mọi thứ đã làm trong tầm kiểm soát của bổn thiếu gia, ngay khi biết được tất cả âm mưu đều là của gia cát kiên cường mọi người xung quanh liền lột đồ người ném cóc xê người ném trứng còn có ông thần nào ném nguyên cả ba con sói dùng rồi thế này tôi là tôi cũng đến ạ à cái ông tác giả của bộ này luôn ấy anh em bẩn thật sự đứng trước cơn thịnh nộ và xả đồ của đám dân ở đây tóc đỏ chỉ biết cây cú gỡ chiếc kính hồng ra khỏi mặt mình hắn cây cú chỉ vì tên bốc đại đa phản bội này đã khiến hắn mất hết cả mặt mũi ở đây không thể để hắn sống tiếp được đầu moi cảm giác thấy tóc đỏ đang muốn thủ tiêu mình thì vô cùng sợ hãi hét lớn xin tha nhưng tóc đỏ không quan tâm và hắn ta liền muốn lao đến thủ tiêu thằng đệ mất dị của mình nhưng ngay lập tức bị long phần ngăn lại anh một tay đỡ lấy khiến hắn ta càng cay cú hơn anh dùng tay bẻ lấy tay khiến ra các kiên cường đau đớn không hiểu sao tên này lại mạnh như thế sắc mặt long phi lạnh tanh nói thuộc hạ của hắn ta đã được chữa lành còn không mau thực hiện giao kèo đi rồi anh đút tay vào trong quần muốn lấy ra thứ gì đó tên tóc đỏ nhìn thấy cũng cảm giác sắp có biến rồi Hắn vô cùng sợ hãi và còn hoảng hồn hơn khi không ngờ Long Phần thế mà lấy ra một cục gì đó như là cục ghét to bự trà bá lửa. Vẻ mặt hơn nữa còn vô cùng thích thú giới thiệu đây là cục ghét anh tích chữ 20 năm rồi. Hội tụ tinh hoa của trời đất, linh khí của mặt trời và mặt trăng. Vô cùng thơm ngon và béo ngậy, vãi cả ò thật trên cục này còn lúc nhúc đám run nữa ạ à? Long Phi cũng cảm thấy tiếc khi mà tinh túy hai chục năm của anh nay phải lôi ra dùng rồi. Mấy em gái đứng đây nhìn mà thấy buồn nôn chết khiếp, mặc cho tên gia cát kiên cường có gào thét trong sợ hãi anh vẫn mặc kệ rồi ném viên ghét đó lên trên một cái gậy rồi quăng người hắn ta lên trời cực mạnh và anh ở dưới với vẻ mặt vô cùng thích thú và biến thái ngóng chờ hắn ta rơi xuống lúc này bị ném lên trên trời cao và tóc đỏ sợ hãi tột độ không biết long phi này muốn dở trò gì nữa long phi vẫn vẻ mặt biến thái nói mọi người yên nặng yên nặng hoa cúc của mùa thu sẽ được nở rộ thêm lần nữa rồi ngay khi tóc đỏ định rơi xuống đất tiếp xúc bằng mông thì ở bên dưới long phần đã dùng cây gậy định hướng lên mông hắn ta như nhận ra điều chẳng lành nhưng ra các kiên cường cũng chả biết làm cách nào để tránh cả. Thời khắc quan trọng đã đến, ngay khi cái mông của hắn đập vào cục ghét đã được nén cứng thì một cảm giác ôi trời ơi phê không sao mà tả được. Viên ghét cứ như viên bi găm vào lỗ nhị của da các kiên cường giống cảnh nhét viên bi vào miệng chai vậy. Khi viên bi rơi xuống chai cũng giống như hòn ghét cứng chui tọt vào trong cửa hậu của hắn một cái tọt. Ra các kiên cường tưởng chừng như sẽ đau đớn nhưng không ngờ cái cảm giác này thật là phê quá trời phê. Giờ hắn mới biết mấy anh em gai lọ có cảm giác thoải mái như này đấy. Mấy em gái cũng không ngờ cái vẻ mặt của hắn ta thế mà sản khoái quá. Đúng là ghê tởm mà. Hắn ta đắc ý tay ôm mông cười khoái chí hỏi Long Phần còn cục nào không nhét cho hắn thêm mấy cục đi. Anh nghe vậy nói hắn ta đừng vội mừng. Chuyện kích thích vẫn còn phía sau cơ. Đúng một giây sau ra các kiên cường mới cảm giác thấy sự thốn thốn. Hắn ta cứ thế mà phun vũ khí sinh học ra khiến tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng bao trùm trong cảm giác buồn nôn vì mùi rắm này thúi quá hơn cả mọi người thì tóc đỏ lúc này cảm giác vô cùng buồn đi vệ sinh và hắn ta chạy như cờ hó muốn đi tìm nhà xí hắn ta chạy đến đâu là đám người ở đâu chết sặc vì mùi thúi đến đó ra các kiên cường lúc này không hề kiên cường như cái tên của hắn điên cuồng khóc lóc chạy ôm theo mong muốn tìm nhà xí ngay lập tức long phần lúc này mới ra tay hỏi hắn còn nhớ giao kèo là khi ngươi thua sẽ phải cởi đồ chạy quanh xóm không anh sẽ giúp hắn một tay nói rồi anh tung một trưởng đánh tới khiến hắn ta cháy hết quần áo nhưng tóc đỏ không hề quan tâm vì lúc này thuyền ra đến biển còn chìm xích ra đến đít thì kìm làm sao hắn ta vẫn điên cuồng đi tìm chỗ ị đám bên ngoài thấy tên này không mặc đồ chạy nhông nhông cũng nhận ra chẳng phải đại thiếu gia của gia cát ra sao không ngờ lại nhỏ như vậy tóc đỏ không can tâm vừa chạy vừa nghĩ thù này nhất định phải trả thù không ngừng chửi long phi khốn nạn quanh phạm vi xung quanh tất cả người dân đều ngất vì mùi đó cây cối cũng chả muốn sinh trưởng long phần là tác giả của vụ này cũng phải bịt giấy vào mũi vì không chịu nổi uy lực của cục ghét này đúng là bố đời mà tiểu quỷ cũng không ngờ anh có thể hoàn thành nhiệm vụ với cách này đúng là đá thủ đẳng cấp thật sự hệ thống cũng giao phần thưởng cho anh long phi vì vậy mà vô cùng thích thú muốn cụng tay với tiểu quỷ nói nó sau này cứ cho anh mấy nhiệm vụ như này càng nhiều càng tốt nhưng tiểu quỷ không thèm vì vẫn cay cú tên này suốt ngày giờ mấy cái trò bạo lực gia đình bắt nạt nó tập phim đến đây là hết nhé mọi người thì cái bộ tinh linh ám đế kia mình đọc qua mấy cháp sau thấy không ổn lắm mọi người ạ à. cứ giảm xàm, xàm sao á à nên mọi người muốn coi bộ đó thì có thể tìm tinh linh ám đế để coi nha cảm ơn các bạn ạ à.